Còn đây mấy cái bơm dân thể 177, 168 mấy máy dầu nè. Đây, 168 máy dầu là 8 khối, cũng khối bằng nhau, 177 cũng là 10 khối bằng nhau. Có đề có vực luôn. Cũng tưới được vài trăm bét rồi con. Đây cũng dạng chữa cháy mini á. Mà khi có máy dầu cái tiện con cá là con để lâu xài vẫn được, để ăn 5 2 năm xài vẫn bình thường, không sợ nó dầu bay hơi. Dầu nó bôi trơn được. Máy dầu của nó, máy này là ngựa, máy này là 9 ngựa rưỡi nè, coi như 10 ngựa đó, máy nó 6 ngựa đó. Rất đẹp rồi con. Đẹp nha. Máy 168, 177. Đây cho máy dầu. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 088 635 6707.